đứa con. Mọi người nuôi đứa ha. Dạ, con cũng không có muốn là dạng như là chuyện rắc rối nữa. Con chỉ muốn giải cho nó im quyết xu, trong giải quyết im xu thôi. Dạ. Rồi em nuôi đứa nhỏ hay đứa lớn? Dạ em nuôi đứa nhỏ, tại vì đứa nhỏ mới 6 tháng mấy à. Rồi bây giờ em nuôi rồi em đem bé về đâu nè? Đem về ngoại hay là về ba? Dạ em về ở với ngoại, để em còn đi làm lo cho ngoại nữa. Rồi đó ha. Cha em thì cũng có gia đình khác thì các anh các chú cũng biết rồi. Rồi còn hai đứa em nhỏ nữa. Rồi đâu có thể nào mà bao bọc mẹ con em được. Em cũng lớn rồi, em cũng phải đi làm lo cho bà ngoại với con em nữa. Dạ. Rồi hồi nữa em đi về tránh là em làm về cái gì? Nếu mà em có vốn thì em tự đi bán vé số. Rồi hồi sáng thì em gửi ngoại, chiều em về em chăm sóc con em. Còn nếu mà không có thì em xin công ty em đi làm. Tại vì công ty đi làm thì nguyên một ngày có khi tăng ca nữa. Em thấy ngoại giữ thì cũng tội. Với lại em cũng có thời gian nhiều dành cho con á. Nếu mà được thì em đi bán vé số để có thời gian ở bên con nhiều hơn. Tại hổm về em cũng nhớ con lắm. Hổm về mấy ngày ha? Dạ từ bữa chiều mùng 5 tới giờ. Rồi sau này mình có tính cái tương lai tiếp nữa không hay là mình dạ ở vậy mà nuôi con? Em sợ rồi. Sợ rồi em ha. Em chỉ muốn ở vậy nuôi con với nuôi ông bà ngoại em tới trăm tuổi già thôi. Em muốn trả hiếu cho ông bà ngoại. Rồi ông bà ngoại nuôi em từ nhỏ lớn rồi ha. Dạ. Với lại em cũng bỏ ông bà ngoại đi lâu lắm rồi, bây giờ em chỉ muốn về ở với ông bà ngoại thôi với con của em. Rồi mẹ em hiện tại là ở đâu? Dạ mẹ em ở Kiên Giang. Kiên Giang có gì tránh thăm mẹ không? Dạ có, Tết em mới về một lần. Mà từ hồi cái sự việc này xảy ra tới giờ này rồi mẹ em có hay không? Dạ có. Có mẹ, điện cho bà mẹ không? Mẹ có điện hỏi thăm em đồ này nọ. Nhưng mà mẹ cũng khổ á, với lại mẹ cũng khờ á, nên là mẹ không có thể nào mà giúp gì được cho em hết. Em mới nói với mẹ là mẹ cứ yên tâm đi, có cô, mấy cô, mấy chú ở đây giúp đỡ con rồi. Em có nói với mẹ vậy á. Bây giờ em có thể em điện mẹ em nói chuyện được không? Nói bây giờ cũng như là con chuẩn bị đi xuống Bạc Liêu rước con của con về vậy đó. Nói cho mẹ em mừng không? Cho em điện ngay. Máy em để ở đẳng. Điện camera có thể thấy hình mẹ coi. Cho mẹ vui, mẹ cũng là không phải lo là không biết là có gặp được cháu hay là không nữa. Nói chung là mẹ cũng dặn em á là tại hồi đó chồng em với mẹ cũng có gây lộn. Dạ. Thì mình dứt cháu về thì mình điện cho mẹ mừng mẹ biết, mẹ vui. Không có đổ chuông. Không có đổ chuông hả? Đổ chuông đó. Đưa xét lên mít. Làm gì? Dạ, mẹ đi lượm với chai á, mẹ đi mua với chai á. Với chai ha. Dạ. Rồi mẹ con có gia đình khác rồi, có con không? Có một đứa con gái 7-8 tuổi. Mẹ cũng bị khờ hay gì? Mẹ cũng giống như mẹ kế vậy. Hả? Mẹ cũng giống như mẹ kế vậy đó. Cũng hiện vậy đó ha. Dạ. Nên là mẹ không có biết rồi rành về mấy cái vấn đề như vậy nữa. Nên có gì thì cứ điện cho mẹ hay vậy thôi. Rồi cái sự việc mà chồng em nói tự vợ vậy đó là có đúng sự thật gì không? Hay là có hiêm bớt gì không? Nói chung là về vấn đề vợ chồng thì cái đó cũng có đúng. Còn vấn đề về bà ngoại là không đúng. Tại vì chồng con muốn nói gì nói, vợ con không có. Vậy con chỉ muốn về đây là giữ con thôi. Còn chồng con muốn nói gì thì nói. Tại vì trời là người làm thì trời nhìn. Con không muốn nói gì nữa, con không muốn tranh cãi nữa. Như là muốn cho nó yên xuôi luôn. Dạ, ha. Đúng rồi. Là chỉ giờ là muốn là dạ. Rước con về để mình nuôi một bé để hôn nghỉ với ông bà ngoại ở nhà ha. Dạ đúng rồi, để cho ông bà ngoại con có động lực sống với con tới trăm tuổi già. Con muốn ông bà ngoại sống với con để con lúc này con trả hiếu cho ông bà ngoại. Con không muốn bỏ ông bà ngoại con đi nữa. Từ sáng ngày xuống đây có gặp ông gặp chồng đó, có nói cho ông bà ngoại hay tin chưa?
Dạ con cho ngoại hay là ngoại ơi con tới đây rồi. Rồi vậy thôi. Ngoại điện nữa là con không có nghe, tại vì con muốn tập trung vô vấn đề này nhiều hơn á. Nếu mà có khi nào con gặp được cháu thì con cho ngoại hay. Con kêu ngoại cứ yên tâm ở nhà đi, có mấy cô mấy chú ở đây giúp đỡ con mà. Con nói gì đó. Có khi là chút xíu nữa là bắt đầu em với mấy anh bắt đầu về Bạc Liêu để dạ. Rước một cháu hả? Dạ đúng rồi. Là em bắt cháu nhỏ không? Dạ đúng, một cháu bé 6 tháng mấy tuổi. À, bây giờ là dạ. Hai cháu đang ở dưới. Dạ đúng rồi. Rồi chồng em có đi không? Dạ cái đó con không biết. Rồi con không điện được cho mẹ vậy rồi dưới có gặp con không? Mẹ này là mẹ ruột con, còn mẹ chồng là con đâu có số đâu mà liên lạc. Con không có số bên đó. Dạ, thỏa thuận bên chồng chấp nhận cho cưng nhận một bé ha. Dạ. À. Nhưng mà phải cho giấy tờ chứng sanh để em về em làm cây xanh cho con em để sau này nó đi học nữa. Chồng cưng có ra điều kiện như thế nào sau một bé cưng nuôi? Ổng kêu em là phải làm giấy tờ nhận nuôi, nhưng trong khi giấy chứng sanh là họ tên em mà ổng kêu em làm giấy tờ là nhận nuôi con em đâu được, con em đẻ ra mà con ruột em sao em nhận nuôi được. Cái đó em không chấp nhận. Nói chung bây giờ nếu mà em với chồng hết duyên mà chia tay nhau á thì cuộc sống em sau này cũng rất là khó khăn đó nha. Tại một mình em nè, công việc thì chưa ổn định mà cái nữa là phải nuôi con nhỏ nữa. Nhưng mà em sẽ cố gắng để lo cho con em nên người. Với lại em cũng muốn cho ở với chồng em, nhưng mà em sợ sau này con cái em bị áp đặt vô những cái điều câu nói mà xấu á. Em không muốn con em là sau này lớn lên sẽ thành một người xấu. Em cũng muốn hàn gắn để có cha có mẹ để cho con em thành một con người tốt, chứ em không muốn gì hết. Nhưng mà tại chắc là do vợ chồng em hết duyên hết nợ rồi, em cũng không muốn nói gì bên đó nhiều nữa, mà em cũng không muốn bên đó nói gì bên ngoại em hay là bên em nữa. Em chỉ muốn giải quyết trong em đẹp thôi. Cái cảm giác của em bây giờ là còn yêu chồng không, còn thương không? Dạ hồi nãy còn chứ, nhưng mà nghe được những lời như vậy thì coi giống như là tình cảm nó cũng hết rồi, cũng không còn như xưa nữa. Chứ lúc mà xuống đây con cũng còn hy vọng là chồng con sẽ kêu con về ở để lo cho hai đứa nhỏ, nhưng mà khi nói ra cô chú hàng gắn tới mức đường này rồi thì coi như cũng hết rồi. Không giờ chắc cũng là hết duyên rồi. Dạ. Con suy nghĩ là hết duyên hết nợ rồi, coi như giải thoát cho nhau thôi. Thì cái thời gian đó giờ hai chồng ngồi để mà nói chuyện với nhau là đã quyết định là hai chồng sẽ chia tay. Dạ. Rồi chồng em có nhắn nhủ rồi lời nào với em sau này, cuộc sống sau này không? Không, con không có lại gần ổng để nói chuyện nữa. Tại vì con nghĩ coi như là hết rồi, con không muốn nói. Tại vì con sợ con nói hồi con mệt rồi mất công. Tại vì theo chú nghĩ là sau này á, con với chồng con có thể là sẽ có gặp lại trong cái cuộc gặp cái cuộc hội ngộ đó, là khi chồng con đến để thăm con của mình thì hai chồng sẽ gặp lại nhau thôi. Nếu như mà ổng có muốn gặp con thì con vẫn để cho ổng gặp, nhưng mà khi ổng gặp đứa bé thì con sẽ đi ra chỗ khác. Còn đứa bé ổng nuôi thì con nhớ thì con sẽ gọi cho em con hay mẹ chồng con để gặp mặt. Nếu mà con làm con có khả năng thì con sẽ phụ dạng như là con không có được nhiều thì con cũng mua sữa mua tã rồi cho con được thì con sẽ cố gắng hết sức. Còn ngoài ra là chồng con là suốt cuộc đời này con không bao giờ con muốn gặp lại nữa. Tại vì hai năm mấy nay là con cũng hy sinh cả cuộc đời con cho chồng con rồi, coi như là cũng không còn gì nữa. Con coi như là con chọn sai người. Con suy nghĩ vậy thôi. Thì chú mong là sau khi mà cái duyên cái nợ của con với chồng con chuyện này là không còn gắn bó với nhau để chung sống lo cho con nữa. Dạ. Thì sau này khi mà cuộc sống của con ổn định hơn thì con có suy nghĩ là mình có thể là bước tới để mà gặp một người đàn ông nào đó. Dạ. Con không suy nghĩ tới đường đó đâu chú. Nếu cũng như cô chú nói, nếu con bước thêm bước nữa thì con là người khổ chứ không phải con. Chứ ngoài ra nếu mà chồng con bước thêm bước nữa thì người khổ cũng là đứa bé 18 tháng chứ không phải là chồng con. Nên con rất sợ con khổ. Con không muốn, con không suy nghĩ tới đường đó đâu chú. Tại vì con biết lý do tại sao chú hỏi cái câu hỏi đó không? Tại vì con còn quá trẻ. Dạ.
con trẻ quá đó thì cái cuộc sống của phụ nữ mà bây giờ mình đói khổ thì cái suy nghĩ mình nó khác đó, sau này khi mà mình cuộc sống mình ổn định hơn, con cái mình nó lớn hơn thì mình có một cái suy nghĩ khác. Thành ra chú muốn hỏi một cái câu hỏi đó. Con muốn là con ước nguyện của con giờ là đem con về được, rồi con có công việc ổn định để con làm lo cho con với ông bà ngoại con, lo cho con thành người tốt, cho con ăn học. Ngoài ra con không có ước nguyện gì nữa hết. Còn cái chuyện hàng gắn với chồng con là con coi như là hết duyên hết nợ rồi, chấm dứt tại đây rồi chú. Bây giờ chị giả sử nha, thí dụ như hồi nãy đó là anh em ở đây kêu chồng em hàn gắn lại với em, chồng em vì cái tôi mà không hàn gắn lại, cũng như mặc cảm trước mặt anh em á. Khi anh em về mai mốt đây mà điện năng nảy em để hàn gắn lại, em có chấp nhận cái điều đó không? Dạ không. Tại vì trước cộng đồng, trước cô bác, anh chị ở đây, lời em đã nói ra, em đã hạ cái tôi của em xuống để em xin lỗi mẹ chồng em và em xin lỗi chồng em để em được về bên con em và chồng em để cố gắng lo làm. Em cũng sẽ thay đổi, hạ cái tôi mình xuống và em cũng muốn chồng em thay đổi, nhưng mà chồng em đã quyết như nãy rồi, cô chú anh chị cũng đã coi clip cũng đã thấy rồi, nên là trước sau giờ vẫn vậy, em không thay đổi. Đó thì nếu em với chồng quyết định là hai người sẽ đi hai nơi, hai hướng, đó thì mỗi một người là nuôi dưỡng một đứa con. Đó thì lời cuối cùng của em khi mà không còn duyên nợ với nhau nữa thì em có nhắn nhủ những lời nào với bên cha mẹ chồng cũng như là với chồng của mình không? Dạ, em trước tiên là em gửi tới mẹ, là mẹ chồng của em, là khi 2 năm mấy qua con đã làm vợ của anh Vinh, nếu con có làm điều gì sai với mẹ hay con nói những lời lúc cự cãi với chồng con không có đúng, con có nói gì nặng lời quá, mong mẹ hãy tha lỗi cho con. Dạ, chị cũng cảm ơn hai vợ chồng em Hạnh và My đã chăm sóc con chị mấy ngày vừa qua, chị mang ơn vợ chồng cưng lắm. Còn như chuyện của anh chị thì coi như hết duyên hết nợ rồi thôi. Còn chồng con thì muốn nói với bên con sao cũng được, con không có giải thích, con không biện minh, tại vì con không có muốn mà vợ chồng hạnh phúc rồi thôi, còn không hạnh phúc rồi lên nói này nó xấu bên kia, nó xấu bên nọ là con không muốn, con muốn giải quyết trong im đẹp thôi. Lời con nói là con chỉ nhắn là con xin lỗi mẹ chồng con và xin lỗi là vợ chồng Hạnh với My và gửi lời cảm ơn. Ngoài ra con không nói gì nữa. Riêng chồng của con có nhắn nhủ lời nào với chồng không? Con chỉ nhắn là nếu như mà anh cảm thấy sống với em không hạnh phúc nữa thì nếu sau này anh nuôi con, anh cũng gán nuôi cho nó thành một con người tốt, đừng gieo lên đầu con những cái điều xấu, em không muốn. Em cũng chúc anh là sau này nếu có bước thêm bước nữa thì hãy suy nghĩ cho kỹ vì con. Em cũng chúc anh được hạnh phúc. Con không nói gì nữa. Đó là những lời sau cùng khi mà con với chồng con chia tay. Con chúc ổng tìm được một người tốt hơn con, giỏi hơn con. Đây là những lời nói của con khi mà bên chồng, cha mẹ chồng con hoặc là em chồng của con đó có nghe được những lời này thì theo chú nghĩ là trước giờ khi mà buồn phiền về con thì có thể là sẽ trút bỏ tất cả. Tại vì thời điểm bây giờ là yêu nợ của hai vợ chồng không còn thì con không có cơ hội để mà gần gũi bên chồng nữa. Dạ. Những lời nói đó thì theo chú nghĩ là bên chồng con sẽ hiểu được tâm trạng của con lúc này. Thì coi như là vợ chồng của em tới đây hết duyên hết lợi thì em cũng phải cố gắng để giữ sức khỏe mà còn để lo cho hai đứa con. Dù đứa con lớn ở bên cha thì mình cũng có cái trách nhiệm người con của mình mà. Tại đó là trách nhiệm của em, một người là mẹ của em. Em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chứ sửa tả thì nếu em có vui em cũng sẽ lo cho con em, chứ em không bỏ mặc con. Tại vì đứa nào cũng là máu mủ, cũng là đứa ruột em đẻ ra, em đâu có bỏ con em được. Tại số phận thì em không thể nào lo được hai đứa, thì em chỉ giữ được một đứa thôi. Giờ giả sử như mà chồng em thay đổi ý là
hai đứa con giao hết cho em có cảm ơn người. Chị em còn mừng, em cố gắng nữa. Em cố gắng ngày đêm cũng được, miễn sao con em được ở với em là em mừng lắm. Cỡ nào em cũng sẽ cố gắng hết. Em tin bản thân em làm được. Tại vì mình cũng chưa có biết chuyện gì nó đến. Dạ. Nhiều khi chồng em nó thay đổi, nó giao hết trách nhiệm cho em cũng chừng. Dạ. Tại vì con của em đứa nào cũng là em đẻ ra hết. Em đẻ em đau từng lớp thịt mà chị, làm sao em không thương được. Nhưng mà em biết khi em về đây không phải là em bắt được hai đứa rồi. Thôi thì cuối cùng ở đây chú như mấy anh em ở đây cũng chúc cho con. Dạ. Cái con đường sau này thì cũng có nhiều điều tốt đẹp xảy ra với hai mẹ con ha. Dạ.